mà của em Hằng là làm bên bộ phận MCV nha cả nhà. Em đã khi mình biết mình về Phan Thiết thì em đã lập tức là từ ở trong Sài Gòn chạy ra đây để mà cùng trao đổi công việc với mình. Chào em. Dạ, chào chị. Lần đầu tiên chị em mình thì nói chuyện công việc với nhau là cả mấy tháng rồi. Bữa nay mới được gặp nhau. Còn như bên cạnh đó là mình làm việc chung với lại em Hiệp và em Thành bên đội quay phim và giám đốc sản xuất của bên MCV rồi nha. Thì hiện tại Nga đang có mặt ở Phan Thiết về đêm. Phải nói là thời tiết mà mình từ ở trên Đà Lạt đang là lẽ mình xuống Phan Thiết á, nó đột ngột, nó thay đổi đột ngột, cho nên nó khiến cho đoàn cũng mệt. Thì bé Tuyền thì cũng đã quá đuối rồi nha. Cho nên là video mà trước đó thì video anh bên chợ phiên Tây Bắc, cả nhà có thể qua coi. Thì em Tuyền có đi ăn trong chợ Phan Thiết với Nga bạn An, sau đó thì em xin phép là tạm chia tay mọi người để về lại nhà lo một số việc và nghỉ ngơi. Chứ thật ra đu như anh em tụi mình phải nói là khó anh em ha. Không đu nổi. Không đu nổi thật sự mà nói. Thì đấy, bây giờ Nga xin phép là nhờ em Hằng đưa chị em mình sẽ đi khám phá Phan Thiết về đêm. Và cả nhà xin mời đi theo Nga, mời em dẫn đường. Đây là cây cầu ngay chỗ Phan Thiết, rất đẹp nha. Ở phía đằng này này, em thấy không, có một cái cột kiểu như là cột cờ Phan Thiết á. Rất là đẹp. Anh có thể zoom lớn lên không? Đây, anh zoom này rất là đẹp luôn này. Rồi em thấy rồi, quá tuyệt vời luôn. Nói chung là thành phố Phan Thiết này về đêm anh nghĩ là nó cũng khá là đẹp đấy. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi khám phá thành phố Phan Thiết về đêm nha. Đây. Đi thôi. Anh chiếu trên cái cầu quá đẹp anh em ha. Thì anh em mình xuống đây thì thấy mọi người đang câu cá rồi nè. Mà ở đây có cái gì nó lạ lắm anh. Cần câu cá. Này này. Phải bi không? Phải bi hơi không? Đỉnh nha. Cần này của ai vậy ta? Ủa ở đây mình tối mình câu có dính cá không em? Dính có, cá có gì cá, em? Có được, được chưa? Có cá. Đâu? Được không? Cá dồ ngoài đâu đó cho chị nghe xem nào. Đây có con cá dưới này. Ủa? Dính vào đây rồi. Ủa để im trong mà cần câu vậy luôn hả? Không sợ nó thoát ra hả em? Buộc dây rồi, buộc dây rồi. Đâu mà anh ấy được rồi, anh buộc vào đây này. Thấy không? Đây. Hay nhờ. Đây này. Đây. Buộc dây vô miệng rồi, đây cả nhà. Cho chị Nga mượn xem xíu nha. Trời ơi. Bé này nấu lẩu măng chua là hết nước chấm luôn. Giờ anh em mình chưa ăn cái gì nữa cho nên đói bụng lắm. Đây mấy anh không biết là đang câu cái gì đây. Ở dưới đây có cá thích nhà. Câu kiểu giật dây hả hay sao? Là sao? Ngày nào mình cũng ra đây câu hả mấy bé? Dạ, đánh đánh ra. Đánh ra hả? Thích nhờ. Đây là cần câu bằng tay. Mới được một con này à? Dạ. Thích nhờ. Mà nước trong như vậy mà cũng có cá hả em? Người ta thường nói là nước trong quá thì không có cá, mà yêu đương quá thì dễ chia tay, khổ. Làm thôi con khóc nữa. Em ở trên kia có bán trà đá thuốc lào anh, lên đó mua nước uống. Thôi bây giờ anh em mình đi ăn đi. Đi ăn. Nói tới ăn em cũng nhớ tới là đi kiếm gì ăn mới được. Ok. Cảm ơn mấy em nha. Dạ, chúc câu cá vui vẻ. Nãy anh ăn nó quá này nè. Bây giờ anh em mình tới gần đi qua cầu này. Giờ mình sẽ đi thẳng. Anh Tài giúp em đi thẳng nha. 300m nữa thì bên trái vào Lê Hồng Phong. Đây là con đường chính của Phan Thiết hay sao? Đẹp. Trung tâm đó rồi chứ còn. Đây là trung tâm rồi. Đây là trung tâm. Trung tâm này. Ở đây là trung tâm. Cũng có nhiều đó đó. Dạ. Ở đây như mọi người đang có. Ở đây có một cái công viên nhỏ nhỏ này. Dạ, công viên này để cho thiếu nhi chơi này nè. Phan Thiết về đêm mình như là ánh đèn nó không có nhiều bằng như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng hay là Nha Trang. Nhưng mà mỗi nơi á là nó có một cái phong thái và cách sống khác. Đúng không anh em ha? Em cảm nhận vậy rồi, đúng rồi, quẹo ôm một bên, ôm một bên quẹo trái. Cứ quẹo trái là phải ôm một bên. Một bên đây là ảo nha. Cứ quẹo trái là phải ôm một bên. Một bên đây bị ghê. Dạ đúng rồi. Con đường này mới là rộng anh em ơi. Đúng rồi, đường này là đường chính, đường lớn. Vừa nãy là mình ở qua cầu thôi. Ở cái khách sạn đấy là nó gần với lại cái sông á. Dạ. Gần với lại cái cửa biển. View đẹp quá anh ạ.
Mấy đường này nó mới mở sau này thôi. Trung tâm là ngay cầu đó, hồi xưa đó là trung tâm đó. À, vậy mấy à. Đường này mới mở hết á. Dạ. Mở đi ra, để đi ra ra xe lửa mà. Dạ. Đường ra ra xe lửa nè. Ờ, quẹo phải chứ ơi. Phải hả? Nguyễn Ngồi. Quẹo đi phải. Vào Nguyễn Ngồi. Ừ. Hôm nay mình sẽ đưa gia đình đi dạo Phan Thiết. Đường bự là nó mới làm đấy, chứ mấy đường nhỏ nhỏ là đường cũ nè. Dạ. Chứ đường bự là nó mới làm. À, đường bự mới làm, hồi xưa là không biết là đường nhỏ nhỏ. Dạ. Đường nó đi thẳng là ga ra mà. Ga Phan Thiết. Thì đây có bà kia có đường Từ Văn Tư. Nghe nói ở đây là con đường này có một món mì Quảng Vịt rất là nổi tiếng, cho nên năm nay là mình đưa đoàn của team mình đi ăn món này, mà chợ này chợ mở về đêm nữa. Ồ, ở đây có cái chợ nhỏ nhỏ này. Bây giờ mình sẽ bán... quay chợ nhỏ nha cả nhà. To nhà sẽ dùng xe. Thế rồi. Và đặc biệt là mình ở đây là không biết về Phan Thiết cả nhà. Cho nên là mình mới vừa rồi mình có điện cho người bạn của mình. Thì người bạn này của mình là chơi với nhau từ hồi mà mẫu giáo đến giờ. Từ mẫu giáo luôn. Dạ vâng. Nói chung là đánh nhau giành đồ ăn là nhỏ lớn luôn. Mà ổng cứ nhường mình thôi, mình thì ăn hết không vô đối. Ờ thế nhưng mà ông dẫn đường mà ông chạy tút đi dẫn đâu. Đấy, ổng đi mất nhìn mất dạng luôn. Không thấy đâu luôn à. Dạ phải đi tìm ổng thôi. Thanh niên những đường này ối rồi. Cái thanh niên này ối rồi. Nói chung là mình không địa bàn ở đâu á, mình cũng không biết được. Cho nên mình phải có người dẫn dắt thì mình mới đi tới được một chỗ ăn ngon. Không biết bữa nay bạn mình sẽ đưa mình đi đâu để thưởng thức món ngon ở Phan Thiết nha. Đói không? Bình quá. Chị đâu có ăn gì đâu. Rõ ràng hỏi là nấu ăn. Nghe chị ăn gì cả. Đã ăn gì đâu, dạ, đang đói tập chết thì... Đang ảnh rung máy luôn. Đang run hết cả máy, run hết cả tay. À đây rồi, bạn này ăn nhân trận. Đấy, đó là đây. Chiếc xe mô tô bicycle ở trên. Đấy. Chiếc xe motorbike mang biển số 60. 60, Đồng Nai. Đồng Nai. Đây rồi. Đây, điện cho mình đây. Rồi. Sao không? Đây, ông đi trước đi. Ông có chạy lên trước đi. Ông chạy quá làm sao, chạy lại ông. Ông xe máy mà ông chạy nhanh quá làm sao tôi đưa được qua. Các ngã tư. Bây giờ là hành trình rượt theo anh chàng bạn thân của bạn chi cốt. Cho tính ra anh nghĩ từ lúc mà mẫu giáo đến giờ thì tụi em bao nhiêu năm nhỉ? Ừ. À, chợ phiên Tây Bắc ơi. Ôi. Anh có thấy bóng dáng của thằng bạn nói khốn em ở đâu? Anh chưa thấy đâu nhưng mà anh thấy cái bùng binh đẹp quá. Bạn em bảo em là chúng ta gặp nhau ở bùng binh nha. Ai chơi bùng binh? À kia rồi, đây. Đây rồi. Thằng điên này. Thấy rồi. Thẳng ra Đồ Dương ra biển nè. Được à, thằng bạn nói khốn mình đưa đi hết cái thành phố Phan Thiết luôn. Đây bạn của mình đây, chào cả nhà đi Huy. Đây thì chưa hết vậy ông. Ông nghĩ sao ông đưa tôi đi từ nãy giờ luôn. Ông chào khán giả bên kênh tôi to chào đi. Bạn mình này học từ mẫu giáo đến giờ nha. Hết con dê rồi. Con dê. Cái đầu sao. Con dê này nó chỉ cần bộ xương. Cái đầu. Còn mỗi phần xương. Tiếc nha. Đó này nè. Chào em, cho chị ra cái bàn đi. Cái bàn ngồi ở ngoài này nè. Để đi cái này thôi. Bây giờ chắc mình chỉ còn gọi món thôi. Không, đó, chị ngồi ngoài để chị quay cho nó đủ ánh sáng. Mình gọi món thôi. Mày không? Chạy từ lại ghi về, bữa giờ công việc cũng được đó. Ok không? Tí có gì làm rồi. Khi là thì đâu có uống được lâu mà tưởng bạn mình không đi làm nước từ lâu nhỉ. Bằng tuổi nhau á anh vẫn ông lớn hơn tôi tuổi nhiều. Nếu mà ông cùng lớp, tóm lại là hai đứa học cùng nhau đúng không? Ông lớn hơn tôi lớp một tuổi nhưng mà tôi trong cùng lớp tôi là bạn. Được rồi. Chú chụp hình giùm con đi à? Đây, rồi. Trời ơi, đâu đây, con ai đây? Ok. Con ai đây? Rồi. Nghe. Anh. Thì thôi luôn, chú thấy em quá trộm ở đây là thách đố với anh đi. Thách đố cái gì anh? Tự nhiên. Em là người mười con phố. Đây, lên cỏ. Mở đâu? Đây nhậu đấy à? Ok rồi, tí em quay sang bên qua em chào đi. Cũng gió mẹ, nói gì vậy? Dạ có ai thử thách uống bia thì em uống nè. Uống với lại ly nha. Rồi, con chúc sức khỏe anh.
À, hiện tại đây là quán dê Hương Sơn ở nhà. Là bạn nói cố của mình đưa mình đi hết cái thành phố Phan Thiết rồi, mình thèm dê. Vậy là anh chàng ta phải đưa đây tổng cộng là có khoảng 6 quán mà 5 tới 5 cửa. À, bây giờ mình vô mình gọi món ha, mình ngồi hơi ngồi luôn. Cái này em ngồi đi tao gọi món ở trên bàn đi. Đây. À, đây giới thiệu cả nhà đây à. Chủ quán nha. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Thủy. Thủy năm nay nhiêu tuổi rồi em? Mới 26. Mấy cái quán này dê Hương Sơn hiện tại đang có mặt ở quán này nha cả nhà. Dê núi, dê bê khui và dê tùng xẻo. Mà em bị Tuần Thủy, em đọc nhìn cái số địa chỉ của em. C13-14-15 Lê Dũng, thành phố Phan Thiết. À, C13-14-15 Lê Dũng, thành phố Phan Thiết nha cả nhà. Ở đây thì mình có món gì best seller của nó nhỉ? Dạ, bên em chủ yếu món best seller là dê quay da giòn nguyên con. Dạ, đúng rồi. Giờ còn nguyên bộ xương nguyên con. Dạ, vẫn con đó. À. Tí nữa em làm. Và bây giờ em cho chị nghe một cái lẩu tủy. Dạ. Lẩu tủy xương với lại thịt tươi ở ngoài nhúng, nhưng mà thịt tươi là nhúng vào là ăn liền đó, không dai nhá. Rồi ốc dê tìm chút bếp. Ốc gì? Ốc dê là chợ bên em bắt thích lắm. Đấy. Có cần em giới thiệu món ngon nữa. Rồi em cứ nói. Bên em những món ngon đơn giản như là dê quay da giòn nguyên con này. Dê hấp thì có những nhiều dê hấp như là dê hấp tía tô, rồi xả gừng, riềng mẻ hay là giả cầy nhiều, rồi dê tái chanh là gỏi của dê. Vậy em làm cái lẩu này cho chị nha. Dạ. Rồi cái dê nhúng mẻ này. Dạ. Dê nhúng mẻ là giống như lẩu rồi á chị. Ồ vậy à. Dạ. Ok, vậy là ốc dê tiềm thuốc bắc. Ốc dê tiềm á chị. À, ốc dê này có nói rồi ha. Dạ. Rồi mình có vú dê nướng không em? Bên em không có vú dê đâu chị ạ. Là mỗi ngày quay con dê không? Đúng có vú dê chỉ có vú dê quay thôi mà giờ hết rồi. À, vú dê quay thì mình hết rồi. Rồi em làm cho chị nghe hai dĩa thịt tươi nhúng nhé, hai dĩa nhé. Tiết canh nha. Dạ. Rồi làm cho chị nghe mấy chén tiết canh đi. Mình ăn tiết canh tươi hay hấp? Tươi. Dạ. Tiết canh dê là phải tươi. Tươi hết. Vậy em bốn chén đi. Rồi anh em thích gì này? Dê chao. À, dê chao. Dê chao là dê gì anh? Có dê chao không? Dạ không, chỉ có dê né bơ, dê nướng chao. Đấy, dê chao đấy gì? Dạ. Gọi là dê nướng chao ấy anh. Em tưởng là dê chao là dao chê chứ. Vậy em làm một phần dê nướng chao nha. Đúng rồi. Cho chị thêm cái có gì không nhỉ? Tủy đâu em bỏ bên ngoài, em chỉ cần nước lẩu sôi để cho nha tự thả vào nha. Dạ. Còn xương thì em cứ bỏ vào bên trong. Dạ. Có dồi dê không? Dạ có. Rồi cho chị nghe dĩa dồi dê nữa. Dạ. Rồi mình làm gì nhờ? Rất rẻ nha chị nghe, lên món liền hết nha, lên cùng một lúc nha. Dạ. Rồi mình ăn ở đây là có một vịt lộn không nhờ? Hộp vịt lộn không ạ, bên em chỉ chuyên dê thôi chị. Ở đây có ai chạy đi mua hộp vịt lộn về đặt, mình thích ăn lẩu dê đặt hộp vịt lộn mua. Vậy để em kêu nhân viên quán đi mua. Tuyệt vời, tình chị em mình cứ đi lên nha. Dạ, mà em tên gì quá rồi nha? Em tên Thủy ạ. Thủy, tình chị em mình sẽ đi lên mãi nha. Nhờ đi mua trứng vịt lộn nè, để sắp xếp liền. Đó là nướng thịt rồi nè. À, lửa phật lên em ơi. Cho nhìn đây là sườn dê nướng đúng không? Wow, hấp dẫn đấy. Ôi, chạy hết miếng luôn. Ừ. Cái này em nướng là bao lâu rồi nó chín em? Tầm cỡ 5 phút 10 phút. 5 phút là nó đã có sẵn rồi đúng không? Mình ướp gia vị sẵn luôn. Còn đây nè, em thấy nè nè. Dồi đây đúng không? Để nướng nè. À, cái này là nhau rồi đây đúng không? Dạ đúng rồi. À, nhà nhà chất lượng chưa? Còn bên kia là miếng gì thịt gì đấy? Sườn nướng cả tảng. Quá xuất sắc. Lật quá đấy. Này, thằng ấy đang lật lên nè. Khói bốc nghi ngút luôn. Dê Hương Sơn, đặc sản dê thui, dê tùng xẻo. Với số điện thoại là 0843-239-368. C13-14-15 Lê Dũng, thành phố Phan Thiết. Quá tuyệt vời, xuất sắc. À, mình ngồi đây đi. Chất lượng không em? Dạ, cũng được. Không còn miếng nào luôn? Dạ, hết rồi. Hết rồi, bán cho khách luôn rồi. Dạ. Em để miếng mỡ đây cho chị nghe đi. Dạ, được. Ừ, dạ. Đó, em chặt ra cái chén cho chị phải review xíu nha. Dạ, dạ. Cái chén nha. Đây. Tại vì anh em mình cũng đến muộn ấy, thành ra là hết rồi. Bình thường bọn em có da giòn từ 6 giờ mấy thôi. Nói lại là những cái này là chưa có ấy đúng không?
cái con dê này nó không giòn được lâu lắm. Đúng rồi, dê không giòn. Ông cũng có để miếng da mình nhai được có được. Đầu bếp đẹp trai nhờ. Có người yêu cho em. Em có vợ rồi. À đủ. Không, người yêu chưa có. Vợ thì có rồi. Mà. Có gì em? Anh đang định giới thiệu cho con bé mặc áo xanh nhưng mà rất tiếc là đấy, em lại có vợ rồi. Đấy, được thằng em nó cho mình dùng thử cái món dê quay được đó. Mình ra mình đặt nhưng mà không còn. Đúng rồi. Đấy, anh em mình đứng muối mì phát nha. Giờ phải làm luôn. Mình biết anh An là rất là thích món đặc sản Tây Bắc. Đấy, chấm cái này thôi đỉnh của đỉnh nha. Ngon á. Ngon không? Ngon. Ôi, ngọt đấy. Ôi, anh ơi, sao hết sớm buồn thế nhỉ? Thôi đằng nào thì nó cũng hết rồi. Làm miếng không? Ơi. Khổ quá, muốn đứng đấy. Ăn đi. Anh đi không gì hết trời đúng không? Ừ. Ui, đấy, ngon không? Chất lượng á. Bón cho luôn. Bón luôn. Vô. Ngon đấy. Không còn gì luôn hả? Còn được miếng mỡ. Ừ. Ngon thật. Ừ. Cái da hết giòn rồi nha, nhưng mà vẫn nhai hết được. Rồi. Rồi, miếng mỡ rồi nè. Thèm quá, em muốn gì con. Ngày mai để nhiều cho chị nha, chị ăn tiếp nha. Dạ, ngày mai chị Nga. Mấy giờ? 5 giờ 10. Dạ. Anh nhớ nha, ngày mai là anh em mình ra 5 giờ 10. Ok. Mình ngày mai là bật mí cả nhà là em tờ Râm sẽ ra đây luôn nha cả nhà. Ok. Em tờ Râm nhớ mình quá rồi. Đây ngày mai 5 giờ mình sẽ ra đây để mình uống bia. Để em cắt ạ. Mình nhậu lên nha. Ok. Chiều mai nghỉ quay đi. Ok. Bắt đầu sôi rồi đấy. Dạ, bắt đầu sôi rồi. Trong thời gian mà đang chờ đây là cả nhà đây là mình xin phép mình đảo cho cả nhà tôi là lẩu dê xương nè. Đấy, rồi bên đây là có một nồi tủy nữa. Thấy không? Uy tín chưa? Ừ. Đó luôn nào. Anh lấy cái tiệm thì em coi. Dê là phải có lá tía tô. Đang gọi Viện Minh lên đó chị. À, gọi Viện Minh lên hả? Thanh niên này, ái cha cha. Ok. Đấy, thì thời gian đó thì anh em mình đã tiết canh nha. Ừ, tiết canh đi. Đây, Huy ơi. Bạn của mình thì là ở nhà làm công việc gia đình nha cả nhà, lái tài xế xe tải cho gia đình, cho nên bạn ấy chưa bây giờ cho công ty, cho nên bạn ấy không có biết nói chuyện đâu, ở nhà thông cảm nha. À, em xin cứu hả? Thì thôi nha, với Huy đã phép đi nha. Đây. Ôi chắc nha, cũng như chắc ghê ấy. Đây. Một chùy nha, lâu lắm ăn cái canh ấy. Ăn đi cả nhà, ăn đi. Em không ăn tiết canh à? Ờ. Không ăn gì đâu. Con. Chắc phải không rồi. Rồi. Cho con bạn thích ăn không? Không. Không. Có tội không? Ngon không? Bé Hà ơi, em cắt tiền nha. Rồi dĩa nó bấm mặn ấy. Ừ. 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 Vô. Ê, năm tụi tôi năm gặp nhau rồi nhỉ? 20 năm. 20 năm à? 23, 23 tới giờ là. Ồ. Dài ghê. Ê, chị nè. Thế thì hôm nay phải say rồi chứ đi. Tại là tối nay bạn ấy phải lái xe rồi. Ờ. Con xin phép mà không uống được. Ôi, em quên luôn. Vô em. Dạ, em cứ bỏ đi. Bà chủ này hơi vệ sinh gái luôn đấy. Đấy, vô em. Vô Huy ơi. Đây. Đây là bé Thằng luôn nha, bên MCV nha cả nhà. 1, 2, 3. Vô. Vô. Mà làm sao quên được người anh của mình nữa. Đây, chợ Viện Tây Bắc ơi. Cho mình dĩa nước mắm mặn nha. Ôi, cái dĩa nước mắm này đấy. Đây là dĩa hả bé? Rồi, cảm ơn em. Hai mình ăn tiết canh là phải có nước mắm mặn vô. Xe thêm miếng ớt lên. Ăn như vậy nó mới sướng với mình. Không biết kỷ lục của tôi ăn bao nhiêu tiếng canh không?
luôn luôn. Có tính thời gian là 15 phút. Chén ở đây này. Em anh hỏi bạn em á, hồi đó em đâu có ăn được thau, em kén ăn lắm. Tiếc luôn. Tiếc luôn không anh? Con của My Hoàng, con My, con Vũ Hoàng My nó đặt cho cái bình danh ối rồi. Sao giờ chị ớt vậy? Nó là cái tụng gì thì những người ai cũng phải mặt mập lên nữa. Nó sao? Cái này vậy thật thì các bạn nó lâu nha. Nhưng mà nó mập đâu. Con ơi, bé bé thằng có mập. Bé thằng rất là buồn ngồi, dễ thương lắm. Còn hết kém rồi. Ai khổ ra. Xinh gái nữa chị. Bây giờ mình phải xin phép ăn cái này cho bé thằng ăn. Ô, đây 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 đây. Rồi nè. Rồi. Cái này giờ bé nó ngồi thương quá. Đây đây, rồi vô nướng. Ăn tự nhiên đi em ạ. Ăn đi thôi. Gắp cho bạn của mình. Thanh qua cho miếng nè. Coi thử rồi, dê này ở đây như thế nào nhá. Ăn đi thôi. Đây, mời cả nhà nha, chấm mắm tôm. Đúng không ta? Ừ, rồi mắm tôm là rồi, nhất rồi đấy. Rồi chấm mắm tôm ăn lại lắm mơ nhờ. Ừ. Đây. Đấy, kế bên là nồi lẩu đang sôi sôi. Bốn chùy nha, anh em nhé. Ừ. Làm phát bốn chùy luôn. Bây giờ mình làm, xưa mình không đón nhiều đâu. Tập xong này giờ bạn mình nhìn mình nó nấc hơn. Ngủ ngộ. Ăn đi. Đây này, còn món này nữa này, mới ra này. Đấy. Cảm ơn em. Món gì anh? Món là gì, nướng chào. Oh, ok, để em ăn nữa hả? Nay giờ đi Tây Bắc rồi ha. Nay giờ đi Tây Bắc. Thơm lắm nha. Và chị Linh mới điện cho em. Linh trong nhau em. Anh em bữa nay gặp chị này, có gia có thể là chị vui quá. Nói chị đừng lo. Ngày nào cũng bắt anh em quay 2-3 lít cái nhiêu. Đây, Huy ăn chấm đi không? Cuốn, cuốn lắm mơ đi không? Mời cả nhà nha. Một cái tình bạn mà kéo dài hơn 20 năm cũng không phải là chuyện đùa đâu nha em. Nhưng mà phải nói là cái món dồi dê này. Ngon không? Ăn như vitamin gầu gầu. Vitamin gầu gầu. Đúng rồi á. Đúng không? Phải gầu gầu á. Ngon. Ngon. Nhưng phải nói là mà cái quán này làm món dồi này đẳng cấp đấy. Cảm ơn. Anh ăn ra một cái gì đó. Đây. Đấy. Đây là dê nướng chao hả? Dê chao. Ơi. Chất lượng không rồi, lấy không? Ôi, nhìn miếng dê nè, ba chỉ nha anh em. Ba chỉ nha. Ngon chưa? Bé Hằng. Em. Mình ăn hai đậu bắp. Đây, mình cũng làm xin phép làm hai miếng nha. Ngon quá. Dê nướng chao chấm cái gì nhờ? Chấm cái này luôn anh em ạ. Đây có thể là cái nước tương này. Đó. Tương bồng. Ôi trời ơi. Thơm lắm. Con dê này nó dạng như dê tơ á. Vừa nãy mình muối mì mà rất là ngọt luôn. Đúng rồi. Nhưng mà miếng da này thì không biết nó như thế nào. Đó, để anh xin phép anh cũng làm phát. À. Ngon không? Đây. Ở đây có tỏi mini nè. Em bích kìa. Ừ, ngon quá. Ngon á. Ừ. Tỏi rang rang rồi. Đây, cái tỏi này nó thích như vậy nè. Đây. Đây. Bỏ vào nước mắm. Ừ. Bỏ vào nước mắm. Ngon lắm cơ. Đây, cái dây nước mắm này nè. Đấy. Ngon.
cơm trắng ngon ăn. Ngon đấy. Ui. Nó dẻo anh. Nó rất là dẻo. Ừ. Là tụi em đi ăn lẩu dê á, là tụi em sẽ trong một miếng xả vào đây. Ờ. Nó rất là thơm. Thơm miếng lẩu dê. Đúng rồi, nó khử mùi đúng rồi Huy. Do hay quá không Huy. Do, sức khỏe nha. Giờ này mấy cháu rồi. Ông dưới hơn tôi chưa được cháu nào hết rồi. Em mấy, cháu rồi? Một à? Trai hay gái? Trai à? Anh tưởng con gái anh mày làm thông gia. Con của anh đẹp trai. Ngon không? Ăn đi gấp đi ông. Có xài dài luôn. Có, tí đi không? Tí ăn xong anh em mình nếu như mà em không bận thì làm cà phê, rồi, tại vì không nhậu được là do chạy xe. Anh có thay miếng đó, tôi lấy lẩu cho tôi lấy. Đây, anh ăn nhìn này. Đâu? Ôi, ốc gì ốc, ốc. Đây, múc cho mấy em mình nè. Ui. Tí tô gừng, ngon chưa? Táo tàu. Quá phê luôn đấy. Ăn nhiệt tình rồi nha em. Em ơi, tôi làm, em lấy miếng giò cho tôi múc cho. Mình phải chăm sóc bạn mình, nãy giờ dậy dắt đi hết cái thành phố Phan Thiết luôn. Dắt đi dạo thành phố Phan Thiết xong á thì mấy anh em mới rủ nhau là thôi mình đi kiếm cái lẩu gì bổ khỏe ăn miếng. Chứ bữa giờ làm quay cũng đuối quá rồi. Còn một cái ốc để cho chợ phiên Tây Bắc. Cảm ơn em. Nhớ tới anh chứ, em mời cả nhà nha, thử cái nước dùng đã. Bữa sau ra mình biết là hai đứa tôi với ông cứ hẹn nhau đây. Cái nước ngon lắm anh em ơi. Đây, ốc nha. Chấm vào đây. Mời đại gia đình. Trời ơi. Em thấy ở đây là cái ốc làm rất là kỹ nha anh. Đúng rồi. Em tưởng là cái là violon nhưng mà đây là cái não cái gừng. Cái phần sợ lưng gừng á. Phần gì anh chiếu chiếu sợi dây như sợi chỉ nè. À, nó kiểu như là cái đây này. Cái dây thần kinh á. À đúng rồi, dây thần kinh. Ừ. Trời ơi, khổ ghê á. Mà cái nhà. Đúng rồi luôn á. Sao em? Phát biểu ý kiến em. Ngon lặng lẽ luôn à. Sao vô cái đi nhỉ? Vô. Đây là bà bạn ấy là lái xe cho nên không uống bia được thì nên nghe bé Hằng. Hiện tại bên mình vẫn bán bia Camel là 320.000 một thùng nha cả nhà. Và một cái lon này lon khổng lồ nhưng giá tí ngon, 24 lon. Có giá trị 320.000 và free ship toàn quốc nha. Cho và anh mê em luôn. Đúng, cái này là bia Camel là cho anh mê em luôn. Đấy, nếu mà uống như là mê luôn mà đặc biệt nữa là gần tới nè cả nhà cứ nhấc máy lên đặt thì Nga để cái số bia tổng công ty á là số hotline ghi ở trên phần nội dung mô tả cho nên cả nhà chỉ có vô phần nội dung mô tả thì là thấy cái số rồi gọi điện order nha. Còn bây giờ nói qua nói lại thì nồi đậu đã sôi rồi. Đây mình xin phép đây nè anh em thấy không? Đây là anh biết dê tươi. Dê tươi. Đây là cờ rờ này là cà rốt. Thì đúng rồi bé. Hai cái dê này mình chỉ cần mình bỏ vô đây mình khoảng chừng 2-3 phút thôi là mình cái nhúng này tái á mà ngon. Lắm anh rồi. Trời lạnh lạnh nè, tới mùa đông như vậy rồi mà ăn cái phần lẩu dê nhúng nhúng vậy ngon anh em ha, chất lượng ha. Đấy, bây giờ mình sẽ múc miếng tủy ra. Tủy chín rồi phải không anh em nha? Ngon chưa? Tủy là mình chỉ cần mình thích. Tủy mình phải để nguội xíu mình. Để nguội mà hút một phát hết luôn à? Dạ đúng rồi anh, chứ đấy. Không là hút xong phát là ra phía sau ngồi hậu trường luôn ấy. Tổng miệng rồi em. Đâu có làm ăn gì được nữa đâu. Bữa nay gặp lại bạn nối khố của mình vui lắm anh em. Nhỏ lớn mà tụi em trong lớp cũng được nhau đánh nhau chí kém nha anh. Ừ. Cô của cô giáo dạy toán của em là cô Huệ. Là chị của bạn Huy luôn. Và đặc biệt nữa là
Hôm vừa rồi cả nhà có coi cái bê thu hả? Bê thu cầu móng thôi anh. Em xin phép tôi xúc à, rồi, ok. Chị lâu rồi giờ mới gặp à. À, em chủ quán đúng không? Em tên gì nhờ? Em tên Hùng á. Hùng, uống không lạnh đúng không ạ? Định lấy, đây em thử bia này với chị Nga đi. Hai chị em mình với uống với Nga là uống 100. Em bữa nay có chán xỉn nào ra uống với nhau nhờ? Nãy giờ chủ quán đi khắp nơi tìm mà chán xỉ ra uống với mình mà chưa thấy ai hay không? Em nha, rồi. Hết luôn này gì? Về quán em ngon ấy. Chị hẹn rồi. Hẹn với Hà với lại cua đúc. Rồi, cảm ơn em, quá tuyệt vời. Hẹn chiều ngày mai 5 giờ để chị ra chị làm live ra và con dê quay với đây hát tiếp. Cảm ơn em nha. Rồi tí quay xong đi. À, tí quay xong là chị em mình ngồi. Này, thôi cho tôi xin cục đá đi. Này, bây giờ mình xin phép là ô gì bún luôn nè. Lấy cái thịt mới nhúng ra này. Ờ đúng rồi em. Đây thịt nhúng ra này, bây giờ mình sẽ múc vô chén rồi mọi người nha. Ở dĩa bún đâu ta? Tôi ăn tôi cúng. Em ơi cho chị dĩa bún em ơi. Hình như bên kia. Đây. Chèn cái nước này vô nữa thôi. Đây có tủy đây. Ấy chị nghe chăm sóc bé Hằng chú đáo không? Khôi mô. Sợ hả? Mắt thì sợ mập. Đây thịt bò khôi mô đầy đủ luôn. Khôi được chén này. Khôi ăn được tủy không? Tủy ăn được luôn đúng không nhờ? Đây xương nữa nha. Có xương dê nữa. Đây cục xương nè. Ôi đây em. Ngon khôi bé phân bì. Khôi mô nữa này. Ngon chưa? Ngon. Em ơi, đúng rồi không? Điêu lòng dê này ngon đấy. Mình ăn là đây có thịt tươi nữa. Quên. Đi ơi, ăn miếng thịt tươi nữa. Em thì phải có miếng bún nghe đâu nhỉ? Thanh niên ăn khỏe vào tối còn có sức mà chạy xe. Rồi, mình phải làm miếng thịt dê tươi rồi nãy là trong góc này đúng không? Dê là dễ việc nhúng vô là ăn thôi. Đúng rồi. Đây. Tươi ăn là mới ngon. Dạ. Yeah. Ra miếng nước và sao ngon không, nóng không? Hết sảy chén lấy giùm tôi cái chén nó múc cho chợ phiên Tây Bắc. Ai chợ phiên Tây Bắc ơi, ui dồi to thế, chất lượng mà em được chị Linh khen bữa nay em vui lắm. Cảm ơn em. Nói chung là anh em mình cứ đồng hành như vậy. Còn gọi là mình có một cái hậu phương vững chắc rồi thì không phải suy nghĩ gì nữa. Đúng rồi, không phải suy nghĩ gì nữa. Cứ thả vào phập. Còn qua này. Tự nhiên bữa nay thèm lẩu dê, thèm ngang vậy. Em bắt ông Huy ông chạy 36 phố phường để đi tìm cái quán dê cho mình mà được cái là cái quán này chất lượng đấy. Đấy, mời cả nhà nha, đây cái tủy nè. Phỏng không ta? Đây kìa. Cả nhà đây tự dê này nha. Nãy giờ mình hít thôi. Chắc lắm. Từ nha. Xuyên qua được không? Ui, đây. Đây. Huy ăn đi ông ơi. Đây. Ôi. Mời cả nhà nha. Béo ngậy anh ơi. Ôi, thấy được trống dờm không? Có, thấy đấy. Ngon quá. Làm thêm cây nữa nha. Để mình đi cái chiếc đũa lại. Đấy, sợi. Ôi. Đâu rồi? Đây. Từ nha, em phải ghi nó vô lại mới chịu cơ. Đấy. Phải đúng bài kìa. Đúng bài mới chịu cơ. Ui rồi. Nước mắm vào anh nè. Mời cả nhà nha. Ui trời. Được không? Xuống không? Bấm này xuống nha. Đây, ăn bún theo đi. Mình ăn phải cái nước dùng của lẩu đây. Ừ. Nước ngọt đây nè. Không hôi nha. Không hôi.
chứng tỏ là ôi dễ nè, ok á, ôi dễ nè mất này mà. Đầu tiên là mất rồi là một kỳ rồi đây nút rồi chào ăn đây đầu tiên là bắt trời ơi, hơi bị mềm luôn á, nóng nha. Sao nó không nói thành lời luôn. Chào anh, chào anh. Mềm thật dữ luôn ấy. Sao mềm dữ ta. Ê, nghe dính ra đây nha, mọi người cứ dùng nha. Dê này là bé Hà nói là chị Nga chỉ cần trụng vô ăn thôi. Tay anh em nhìn nào. Có bí quyết vậy. Nhưng mà thực sự là con dê rất là ngon luôn. Dế cho chị Nga đi bắt miếng nè. Ngon rồi. Hai chín rồi nè. Rồi, anh cảm ơn. Nhiều quá rồi. Vô, vô em. À, sao không nói năng dữ vậy ta? À, tập trung chuyên môn hả? Ai? Vô đây em, vô đây, khu đất đúng không? Nga nhớ tên, vô đây. Cái này là giao lưu bà ơi. Dạ em. Tao đâu vô? Thôi mời em. Anh cứ giật mình, anh tưởng là em ra em bảo là em muốn thách đấu chị Nga. Được không? Được không? Năm lâu nha. À nói đùa vậy. Làm mình thích ngay, ngay mà luôn. Ủa rồi nha, tặng ngay 10 triệu ngay vào luôn. Cảm ơn Đức nhiều nha, là giống tụi em trai mình luôn, nhỏ tuổi hơn mình nhiều, chắc luôn. Cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn em. Ở đây được cái là chủ quán với nhân viên dễ thương ha. Mỗi lần khách tới là rất là quý, rất là hay. Rồi, chấm miếng mềm nha. Ôi, chấm cho nước mắm. Em là thích ăn mắm mặn. Dạ, cứ vậy em chấm cho thôi. Mời cả nhà nha. Dì công nhận là mềm ngon lắm. À, mềm ngon lắm. Nóng lắm anh em mới vớt ra. Ui. Nếu như mà tới đây mà ăn dê mà dê không mềm á, cả nhà cứ gọi cho nghe món vô. Nói được, dê rất là mềm. Theo anh á là quán ở đây người ta tuyển chọn những con dê là dê kiểu như là dê tơ. Nó ngon. Thịt nó mềm. Nãy tiếc là cái dê quay vùng xẻo á. Rất sớm. Hết rồi. Cho nên là nhà với nhà có 5 giờ mà. Anh dùng trên bàn. Mà anh em mình đi ra hơi muộn á. Dạ. Tận 8 giờ anh em mình mới ra thì còn đâu nữa. Đúng là còn cái nịt. Nhưng may là quán vẫn còn những cái món như này. Đó. Đó. Mà thực sự là những cái món ăn này là khá là ok. Đó. Đó. Ê, mình để người mình cắt miếng liền. Ngon quá. Ngủi anh ăn. Nếu như mà để nói thời tiết ở đây ăn lẩu dê thì nó hơi nóng một chút thôi. Nhưng mà uống bia nó lại vào. Đúng rồi. Nhưng mà có cái nồi lẩu dê này như hôm qua ở trên Đà Lạt anh em mình ngồi thì đúng là hết ý luôn. Hôm qua trên Đà Lạt lạnh lắm. Nhưng mà tụi tôi đi ăn cháo. Ăn quá cháo quá chuyện quá ăn bánh canh, hộp thịt lộn, khô đuối, khô mực ở quán anh Châu. Lạc hơn nước tống mèo. Bạn của em á thì không biết nhậu. Hồi đó rủ dụ uống được ly bia đó, đỏ hết mặt từ đó nghỉ uống rồi. Nhờ. Nhưng mà Nga ngày xưa uống được nhiều không? Em uống làm gì cho Huy thấy. Gương mẫu lắm anh. Là kiểm trường, một trường khác nhau. Nhưng mà tụi em vẫn chơi chung với nhau. Văn Lan. Chủ Tuấn, Văn Lan hai bên luôn. Ông học ở đâu? À, cái trường đấy nhớ rồi. Cái trường Nga học phát là... Đóng cửa luôn. Đóng cửa luôn. Cái trường này hôm đó anh thấy mà. Nga học cái trường đấy phát là trường đấy sập luôn. Thế mà anh đây đắp được cái nhớ dai nhờ. Hãy làm mình cháu. Một lon đấy là 500ml ấy. Uống nửa lít ấy. À, hay lít nữa. Ngon mà. Cô mà có coi video cô thấy bé Hằng cô đừng la bé Hằng cô. Bé Hằng ăn rất là đang là rất là rén. Sợ cô á, nhưng mà thật ra là con nói body bé Hằng ok. Ngon.
Đi với bọn anh là đi trải nghiệm cái thực tế. Đó, mình ăn là gì, làm gì, như nào đều là thực tế hết. Chứ không phải là set up hay là cắt ghép một cái gì cả. Đúng rồi. Thằng, thằng chắc biết anh nhờ. Thằng quay làm mấy chương trình thực tế mà. À, ông chấm mình trước đi. Tôi là mai dưỡng mà con trai mình có chăm sóc đâu. Ông là bạn của tôi mới chăm sóc đó. Cảm ơn nhiều. Chứ giờ biết nói gì. Ủa, em buồn cười đó. Nếu mà trên video là tôi với ông á, chứ ngoài bình thường là hai đứa là mày tao. Anh có thể đố em một câu được không? Cái đặc biệt của Nga là cái mũ đúng không? Thế nhưng mà em có thấy là ví dụ như trên video của Chợ Phiên Tây Bắc này, cũng như hiện tại video này thì có cái gì nó ở xung quanh em rồi là bạn Nga có cái gì nó khác hơn không? Đố em nhận ra. Em thấy là đều có cái mũ vàng đúng không? Ừ, đúng rồi. Nga đều đội mũ đúng không? Đúng rồi. Đó. Thế nhưng mà hôm nay trên bàn này thì em có thấy gì nữa không? Trên bàn trên người luôn á. Không. Sao chị biết được, anh đang ăn nhiều cái anh đốm, Nga cũng không biết luôn ấy. Đây, bạn Nga này cũng đội mũ. Cũng đội mũ luôn. Ừ. Và những người thân ở gia đình cũng đội mũ. À, dạ đúng rồi. Đấy. Mình phải đục à. Đấy là cái điều đặc biệt đấy. Những người bạn thân hoặc là người trong gia đình ấy. Nếu như em có coi trên video ở trên Chợ Phiên Tây Bắc ấy, thì 9 trên 10 người thân khi đi ngồi ăn với anh đều đội mũ. Rất là thú vị luôn. Giống như người ta có cái truyền thống Dracula em ở Cà Đồng á. Còn gia đình đây à. Gia đình chị là chưa truyền thống là ra đường từ lương từ ba con hay sao á. Ngon đấy. Béo ngon quá nè. Ngon không? Em ơi cho chị Nga giữ tỉ nữa em ơi. Đây các bạn này, mình cũng phải thử phát chứ. Đúng rồi, muốn mì ra. À bé Hà ơi. Nóng quá. À, cho chị Nga một dĩa tỉ bò nữa với lại miếng nước dùng cho mọi người ăn cho ngon. Đúng rồi. Sao nè? Ngon đấy. Cái hôm bữa mình ăn cái tủy bò ấy, chưa? Ngon. Ở cái cua, ở hẳn một cái gọi là cái miếng siêu to khổng lồ ấy. À đúng rồi này. Hôm đấy là anh em ở phần này là phần gì nhỉ? Xương sống không? Xương sống. Xương sống dưa dưa Huy biết. Mời cả nhà nha. Chắc rồi. Hôm anh em mình ở đâu mà ăn cái cục to ấy nhỉ? Cùng với anh chị Long Khánh quê em nhỉ? Đâu nhỉ? Ở Rạch Giá. Không phải đâu. Ở chỗ bé Huy ấy. Huy hả? Ở đâu mà ăn tỉ quá trời tỉ luôn á. Ừ, đấy. Tỉ bò ấy. Anh lại nhớ quên cái tên. Em cũng quên, thấy lục lại. Khán giả nhớ nhắc anh em mình nhá. Anh em mình quên đấy. Đang quay này mà quên mất. Ăn tỉ bò nhớ không? Ờ, quán nào nhỉ? Nơi mà anh em mình quay cái biệt thự siêu to khổng lồ. Ồ, nhớ rồi. Quán Ngọc Hoàng. Quán Ngọc Hoàng không có tỉ bò, đó là hải sản. Không, quán đấy là của bé ấy thì không nói. Nhưng mà buổi sáng anh em mình đi ăn phở với anh chị Long Khánh quê em á. Ừ. Em cũng nhớ luôn á. Không nhớ thật. Nói chung một ngày mình quay 2-3 clip rồi, phải nhà mà quay chừng 3-4 ngày là không nhớ được. Nhiều khán giả hỏi em mình nói là quán có địa chỉ đâu thì mình chỉ biết nó là xin phép mọi người vào trong phần nội dung mô tả. Ngon quá. Sao bé Hằng ăn được không? Huy ăn được không Huy? Ngon ngon. Ngon ha. Đời mình có gọi thêm tủy với nước lẩu cho mọi người. Công nhận cái dê này nó mềm. Ê. Em thêm nước lẩu cho anh chị. Đây cảm ơn hai chủ quán. Em. Chủ quán xinh đẹp. À, cho chị nghe tủy nha. Đấy. Phải nói là dê đây nghe bảo đảm luôn, dê rất là mềm. Ăn được nè. Làm bát cái canh đi. Ngon. Trời bên đây bắt mấy đã mấy cái quay xong đã mấy bát cái canh nha. Ăn mấy bát cái canh do khỏe.
Ừ, tất nhiên rồi. Dạ. Bát tiết canh này là của anh mà. Dạ. Đỡ hơn sao được. Em đang gọi thêm 4 bát nữa. Ồ. Chiên luôn. Cho đội ngủ em tiếp nữa. Ừ. Nước ngon quá. Cái khoai môn nó mềm nó tan ra. Ừ. Phải nói là hôm nay khi mà đặt chân tới với rất Phan Thiết. Dạ. Ừ. Em. Rồi cảm ơn em. Tuổi giỏi năng không? Ừ. Làm hết luôn rồi. Ôi này, đó. Quán này toàn người sinh ấy. Tưởng nó hay giờ bé Hà. Chủ đẹp là nhân viên phải đẹp. Ừ. Đó, là em. Đúng rồi, chủ đẹp là nhân viên phải đẹp. Muốn cái bếp cho mình sợ đây thôi. Nè, ông cầm miếng đi. Chính luôn. Tôi cũng cầm miếng. Ăn đi em. Ngon đấy, cái này cũng ngon lắm ạ. Anh cũng phải làm miếng thôi. Ngồi nè, vô. Vô. Video được 30 phút không ạ? Video được không, cái chứ là hồi chiều anh em mình đi vào Phan Thiết mình có bay Phan Cam á. Có. Phan Thiết về đêm. Chiều nay thì anh em bên chợ Phan Thiết Bắc có quay chợ ăn sập chợ Phan Thiết cả nhà. Đấy, chiều mới đi ăn chợ Phan Thiết xong. Xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi 2 tiếng nha. 2 tiếng không? Đúng làm rồi. Đi được 2 tiếng, nhưng mà 2 tiếng. À, 6 giờ 15 là anh kêu đi rồi. Ừ. Nếu tính 7 giờ thôi không? Ờ, đồ ăn lắm kìa. Đồ ăn đi hết sớm. Hả? Đồ ăn đi hết sớm. Anh đây còn một cái mít đâu nha. Gì? Đây à? Ờ, em hết rồi, em tự rơm á. Thôi mình xin phép làm một kỳ giò nướng này nữa. Ừ. Mình làm chùy đi. Mình dừng để cho bữa nãy là chùy 4 mà làm phát là kỳ 5 hả? Phai cho nó máu. Phai cho máu nhỉ? Ừ. Bây giờ gói luôn. Đây. Đấy, làm miếng nha các bạn. Làm miếng rồi. Ừ. Thì ra rồi này ngon đấy. Rồi ngon. Quá ngon luôn. Mình mắm tôm lên. Mời cả nhà. Úi giời ơi, đấy. Đẳng cấp nó nằm ở đấy. Vô, lên đi. Vô em. Vô thôi. Phải nói là lâu lắm mới gặp người bạn. Mà người đây với em, nơi bạn mình nữa. Nếu mà hôm nay không có dẫn đường hết là mình không biết đường đi luôn. Ngon. Cũng hơi buồn một chút là do tối hôm nay bạn ấy còn phải lái xe. Đó, không là anh em mình nhậu một phát là khỏi phải nghĩ luôn đấy. Mà bạn ấy không lái xe cũng không nhậu, toàn không có nhậu. Thế thì... khổ rồi đó. Ừ. Hay quá. Ồ, cảm ơn em. Thế này á, là mình gọi cho ekip này cả nhà. Mọi người mình ăn sao thì nhân viên ekip rồi đoàn đều ăn giống nhau như vậy. Nóng lên là mình dừng máy là tất cả mọi người đều có thể là vô ngoạn với nhau rồi. Nước nha. Rồi, nâng lên cái là mình sẽ dừng video nha. Đặc biệt là hôm nay nha, cảm ơn em. Lại là một câu nói quen thuộc nữa. Chợ Phiên Tây Bắc, mãi đỉnh. Cảm ơn anh An luôn luôn đồng hành cùng em. Cảm ơn một người anh trai ngoài anh Hải thì anh An là những cái người mà mình rất là cực kỳ quý nha. Và mình hy vọng sắp tới đây mình ra Tây Bắc mình lại được gặp anh Hải, gặp chị Tuyên và có một lời hứa với lại bé Hải My. Sinh nhật bé Hải My chỉ nói là con yêu con ngang nhất, cho nên mình chỉ mong là mình ra là mình đưa bé đi mua chiếc chip. Yeah. Đi đưa bé đi chơi, đi dạo, đi ăn uống cả nhà. Thì đấy, và nghe cũng xin cảm ơn hôm nay là bé Hằng bên MCV đã bay từ trong Sài Gòn ra đây để thăm mình và đồng hành với mình để vô lại tới Sài Gòn. Và đặc biệt là cảm ơn ông bạn già của tôi. Ông bạn của mình là chơi với nhau ngốc nghếch có 27 năm thôi. Mà mới nghĩ gặp nhau là khoảng hơn 20 năm. Nhưng mà vẫn liên lạc. Thì đấy, hôm vừa rồi hôm nay mình ra Phan Thiết mình đâu có ai đâu. Có một người ngồi chơi với mọi ổng cho nên mình được nhận nhờ có ổng mà mình mới biết cái quán này. Đấy thì cảm ơn bạn Huy rất là nhiều. Đó, và Huy đã đưa nha và tất cả mọi người đi dạo Phan Thiết vào một buổi tối rất là đẹp trời. Và cùng ngồi ăn với nhau những cái món ăn đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng và ngon nha cả nhà.
Và như câu nghe Sumo hay nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Love you. Chào. Không nhiều đó kệ, không sao, không chấp được.